Jung thai nè kêu yung tê chê kênh ompi, a prayok tèng lai nát đèl, a rip rong ompi, ka an okru, aoi nè đô tê. Ok. Ok, jung accept an apology, ka tô tô yo ka a pay tô. Ok, jung nè pê đa kê mô sâm tô yung, yung mân đa chát thang, mân an okru, mân nê tê, a la kê. Xong tôi dẫn cứ cái đồng gầm hồ hời chẳng hả chẳng cả bị mê riêng muốn dựng bàn gì em bí ca xong tôi chẳng mê riêng nét cư nhìn thả ta bà kê xong tôi hãy dừng dây tư kê thả mệt. Ok chẳng bà xanh chi cầm hồ sả kê mà xong tôi dường chẳng dưỡng nơi dây anu cua ở kê đại dạng mệt. Ok lớn ngày nay dừng tự chạy nghĩa chẳng dừng thành that's ok chẳng no problem all right rồi that's all right rồi có never mind rồi có don't mention it rồi có it doesn't matter miên to là tiệt bản tay là dùng bộ bài chỉ bài sát mai sến chẳng it's okay bộ bài thả mình ấy tế chẳng no problem no problem có bộ bài thả mình bảy hà tế ăn bảy hà tế rồi có mình bảy hà tế luôn là bên đại kí xong to dùng oh cái đã bọc dùng những xong oh xong to hình thẳng ở đây no problem rồi có it's that's okay mùi tiết cứ kê chừng cá kê phơi ở khôi khát ở văn dường là mồm là mồm chẳng tịch tuổi chứ nè chẳng kê thả oh sorry rồi có I apologize chẳng dường thả that's okay rồi có no problem rồi có that's alright chẳng tờ ok chẳng no problem bảo là ắt bánh hà tế rồi có mình dịp bánh hà tế alright hay nâng that's alright nâng miền này đôi khỉ bảo là thả mình ấy tế rồi có mình miền dịp bánh hà ở vấy tế never mind chứ anh thả never mind bảo là thả nay đã mà với bộ bài tham khi nhóm mình bỏ cản tề, rồi có khi nhóm mình khi mình bỏ cản tề, nè này vừa mà don't mention it nữa, don't mention it mà này thá bộ bài tham không lược mong gì, rồi còn bạch lược mong gì đây, ở đây đây tôi tài tề it doesn't matter nữa bộ bài thá ở đây tề, rồi có bộ bài thá vì mình men chỉ bánh há sầm khăn tề it doesn't matter, rồi có vì mình bắt bỏ khi nhóm tề chẳng mình tha cái xong tôi dưng dưng ăn được kêu cái đại đào cái đại prá clear từng ao nè ok dưng to từ tiền lấy sản phẩm small mistake là đại rồi nè để sao về vén chẳng small mistake rồi có not serious mistake sản phẩm không tôi tái rồi có bánh ha mình thùng thùng ố dưng ăn được forget it ok dưng tha forget it rồi có no worry ok dưng ai tha don't worry about it chẳng á no harm done rồi có dưng tha you don't need to apologize chẳng hạn á, rồi gọi như ai thà, I quite understand, I'm sure you couldn't help it, chẳng hạn á, ok, chắc là dừng mới bỏ lại mùi, chẳng forget it, cái nào khi xong tô dường, dừng thà forget it, chẳng dừng thà công túc nong chật ấy, chẳng hạn á, công túc nong chật ấy, rồi có complete vi chào từ, vì riêng tôi tài tiền, chẳng bạch chậm nong chật rồi còn bạch bầm tê, nè, chẳng forget it, chẳng hạn á. Mùi tiết kê mà xong tô dường nhìn thắng công mà rong ấy I am sorry about that I'm sorry about it today chẳng á nhìn thắng no worry chẳng công mà rong ấy chẳng phải nhau vì tôi tai tê ok rồi còn don't worry about it chẳng bộ phải thắng công mà rong vì rương nâng ấy nhìn nế nó công mà rong vì rương nâng ấy don't worry about it chẳng á ná mùi tiết no harm done no harm done nâng mình này thá mình miên cực nặng nà mùi để bán cả là ứng tề rồi có mình miên cực nặng rồi có mình miên bánh hà vui để nét bán phơ nụ tề chẳng hạn á chẳng có bà rõm ấy mình này chẳng hạn á ok you don't need to apologize ok cái xong tố dưỡng nhưng bạp thả you don't need to apologize mình bạch xong tố tê vụ ấy vì mình thông tâm tê ná chẳng nét mình chẳng bạch xong tố tê I quite understand I'm sure you couldn't help it I quite understand bà bạch thả khi nhóm bất chí ជាយល់ប៉ិតជាយល់សាច់រឿងហ្នឹងណាឬហើយគេថា I'm sure you couldn't help it អញ្ចឹង I'm sure you couldn't help it ហ្នឹង clear ប្រយោគហ្នឹងបើប្រែថាខ្ញុំជឿជាក់ថាឬក៏ខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា you couldn't help it ហ្នឹងបើប្រែថាអ្នកគ្មានជម្រើសទេ អញ្ចឹងណា អញ្ចឹង អ្នកធ្វើហ្នឹងធ្វើដោយបង្ខំចិត្តឬក៏ដោយសារតែគ្មានជម្រើស អញ្ចឹង មិនបាច់សុំទោសឬក៏មិនបញ្ហាទេ ខ្ញុំ អត់គ្រោះឲ្យ អញ្ចឹងណា ok, chẳng for serious mistake, sản phẩm công hội ngôn, rồi có for formal case, chẳng sản phẩm cả này pleasure cả, ok, mình phải đặt cái xong tô dưỡng, về cái xong tô dưỡng, dừng thả apologize, accept, về ai cả xong tô toàn mót, về ai cái xe chữ email mà xong tô dưỡng, chẳng dừng sai từ bên thả apologize, accept it, ok,
ន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរមួយទៀតគឺ please don't let it happen again អញ្ចឹងគេសំទោសយើងនៅកំហុសរបស់គេដែលគេបានប្រព្រឹត្តហើយយើងប្រាប់គេ please don't let it happen again យើងអនុគ្រោះឲ្យគេអញ្ចឹងដោយប្រើពាក្យថា please don't let it happen again អញ្ចឹងមានន័យថាសូមកុំឲ្យវាកើតម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាតិចទៀតខ្ញុំនិយាយខ្មែរ we will say no more about it we will say no more about it okay ប្រែថាយើងនឹងឈប់និយាយពីរឿងហ្នឹង we should be okay you should be អញ្ចឹង but I forgive you អញ្ចឹងណា please be more careful next time you couldn't help itOkay, ឥឡូវយើងមើល Apologies accepted បបប្រែថាការសុំអភ័យទោសត្រូវបានទទួលមានន័យថាខ្ញុំទទួលការអត់សុំទោសរបស់អ្នកមានន័យថាខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យអ្នកហើយអញ្ចឹងណា Please don't let it happen again Please don't let it happen again នឹងបបប្រែថាសូមកុំឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតគេមកសុំទោសថាអូ I'm sorry អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយថាអត់អីទេឲ្យបានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យកើតលើក្រោយអញ្ចឹង Please don't let it happen againសូមកុំឲ្យវាកើតម្ដងទៀតសូមកុំឬក៏សូមកុំធ្វើអញ្ចឹងមកលើក្រោយឬក៏ម្ដងទៀត I will say no about it I will say no more about it អញ្ចឹងបបប្រែថា we will សំដៅយើងនឹងឈប់និយាយអំពីវាតទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអត់អីទេអញ្ចឹងណាអូខេ we will say no more about it អញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់កំហុសធ្ងន់ណា you should be អញ្ចឹងI forgive you អញ្ចឹងណាអ្នកគួរតែចង់និយាយថាអ្នកគួរតែសុំទោសអញ្ចឹងហើយអ្នកគួរតែធ្វើអីឲ្យបានប្រសើរជាងនឹងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាអានឹងយើងប្រើដល់យើងកុំនៅមានកំហឹងយើងនៅមានកំហឹងយើងប្រើថា you should be ហើយ but I forgive you អ្នកគួរតែតែគ្រាន់គួរតែនេះគួរតែឈប់ធ្វើអញ្ចឹងគួរតែមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង but I forgive you អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នកPlease be more careful next time. Please be more careful next time. ឬក៏ please be careful next time. យើងដាក់ more ក៏បានយើងដាក់careful ទៅទេក៏បានយើងបកប្រែថាសូមប្រយ័ត្នពេលក្រោយឬក៏ពេលក្រោយឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជាងនឹងអញ្ចឹងណា Please be careful next time ឬក៏ please be more careful next time. យើងថែ more ក៏បានយើងអត់ថែក៏បានណាYou couldn't help it. ចឹងក្លីមួយម៉ាត់ថា you couldn't help it នឹងបកប្រែថាមកពីអ្នកគ្មានជំរឹះចឹងកាលណានិយាយឃ្លាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអនុគ្រោះឲ្យគេហើយ we forgive someone អូខេចឹងតទៀតសម្រាប់ for serious mistake ឬក៏ formal ណាសម្រាប់ករណីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏បញ្ហាផ្លូវការអញ្ចឹងការអនុគ្រោះបែបផ្លូវការ Don't repeat it អញ្ចឹងកូនចៅយើងឥឡូវកូនចៅយើងធ្វើកិច្ចការអីខុសឬក៏ធ្វើកិច្ចការណាប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យអញ្ចឹងយើងណែនាំគាត់រួចហើយគាត់សុំទោសយើងអញ្ចឹងយើងថា Don't repeat it សូមកុំធ្វើឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតឬក៏អូខេThat's not good enough. ខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងទៀត. Thank you for apologizing. ហើយយ៉ាងមួយទៀតគឺ I appreciate your apology. I appreciate your apology. Okay. អញ្ចឹង don't repeat it បើប្រែថាកុំឲ្យកើតម្ដងទៀត. អញ្ចឹងណាពេលដែលគាត់មកសុំទោសយើងហើយយើងប្រាប់គាត់ថាសូមកុំឲ្យកើតម្ដងទៀត. Don't repeat it. ឬក៏កុំធ្វើវាម្ដងទៀត. Okay.មួយទៀតគឺ that's not good enough បកប្រែថាប៉ុណ្ណឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេកាលណាយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអនុគ្រោះឲ្យគេហើយប៉ុន្តែខណៈសុំទោសប៉ុណ្ណឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏សុំអធិស្ឋានប៉ុណ្ណឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគួរតែកែប្រែឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតអ្វីដែលគាត់និយាយកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់នៅមានកំហឹងខ្លាំងនៅកំហឹងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់នៅតែកថា that's not good enough thank you for apologizing អញ្ចឹងអរគុណដែលអ្នកបានមកសុំទោសអញ្ចឹងអរគុណអ្នកបានមកសុំទោសអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មកសុំទោសគាត់ធូរចិត្តអញ្ចឹងគាត់អរគុណអ្នកដែលបានមកសុំទោសហ្នឹងថា thank you for apologizing អរគុណដែលបានមកសុំទោសអញ្ចឹងណាអាខាងក្រោមហ្នឹងបកប្រែថា I appreciate your apology
ចឹង I appreciate your apology បបប្រែថា appreciate នឹងបបប្រែថាពេញចិត្តក៏បានបបប្រែថាអរគុណក៏បានចឹង I appreciate your apology បបប្រែថាខ្ញុំអរគុណអ្នកដែលបានសុំដែលចេះសុំទោសឬក៏ដែលមកសុំទោសឬក៏ខ្ញុំពេញចិត្តអ្នកចំពោះការសុំទោសនេះចឹងខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំអនុគ្រោះទោសឲ្យហើយលែងមានទោសលែងប្រកាន់ហើយចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ for serious mistake ហើយនិង formal ដដែលប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យ apology បូកនឹង express feeling ហើយយើងបន្ថែមអារម្មណ៍ពីក្រោយខ្នងទៀតអញ្ចឹងណាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍របស់យើងមានន័យថាយើងអនុគ្រោះទោសឲ្យគេមែនប៉ុន្តែយើងបង្ហាញអារម្មណ៍ដល់គេដើម្បីឲ្យគេយល់ថ្ងៃក្រោយគេជៀសវាងកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងព្រោះវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍អូខេ thank you for apologizing អញ្ចឹងអរគុណអូខេ I was really hurtwhen you lied to me okay thank you for apologizing I was really hurt when you lied to me អញ្ចឹងបកប្រែថាអរគុណអ្នកចំពោះការសុំទោស I was really hurt ខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ឬក៏ឈឺចិត្ត when you lied me you lied to me ពេលដែលអ្នកកុហកខ្ញុំអញ្ចឹងអានេះអាចនិយាយទៅស្វាមីភរិយាដែលកុហកអីចឹងណាថាអរគុណបាយតែមកគាត់មកសុំទោសដល់ពេលមកសុំទោសហើយគាត់អនុគ្រោះអញ្ចឹងថាអរគុណចំពោះការអនុគ្រោះអានការសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់នៅពេលដែលអ្នកកុហកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ I appreciate your apology I appreciate your apology thank you it hurt my feeling when you yell at me in front of my parents អញ្ចឹង I appreciate your apology បបប្រែថាខ្ញុំពេញចិត្តឬក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះការអនុគ្រោះរបស់អ្នកអរគុណ thank you នឹងអរគុណ it hurt my feeling when you yell at me in front of my parents yell នឹងបបប្រែថាស្ដីឲ្យឬក៏ស្រែកឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង it hurt my feeling វាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ឬក៏ឈឺចិត្តឬក៏វាប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ when you yell at me ពេលដែលអ្នកស្រែកដាក់ខ្ញុំ in front of my parents មុខប៉ាម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំឬក៏មុខពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំឬក៏ពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអូខេយើង I appreciate បើអត់តន់អ្នកអាច stop សិនដើម្បីកាត់កាត់អសរខ្មែរខាងក្រោមណាអូខេ I understand why you need to lie I understand why you need to lie and I accept your apology អញ្ចឹងករណីនេះពេលដែលគាត់មកសុំទោសអញ្ចឹងយើងក៏បាននិយាយប្រាប់គាត់វិញថា I understand why you lie me now you need to lie to and I accept your apology អញ្ចឹង I understand why you need to lie បបប្រែថាខ្ញុំយល់អំពីមូលហេតុ why នឹងបបប្រែថាមូលហេតុស្មើនឹងពាក្យ the reason ណា I understand why ខ្ញុំយល់អំពីមូលហេតុ that you need to lie ដែលអ្នកត្រូវកុហកអញ្ចឹងណា and I accept your apology ហើយខ្ញុំទទួលយកនៅការសុំទោសរបស់អ្នកអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអនុគ្រោះឲ្យអ្នកហើយអញ្ចឹងមិនអីទេeven though, even if, even when ហើយនឹង even so ហើយអ្វីដែលយើងទៅចែកគ្នានឹងគឺទីមួយគឺថ្នាក់ពាក្យថាតើពាក្យទាំងអស់នឹងមានថ្នាក់ពាក្យអីទីពីរគឺការបកប្រែថាតើពាក្យទាំងអស់នឹងបកប្រែថាម៉េចទីបីគឺថាតើពាក្យទាំងអស់នឹងឬក៏ឃ្លាទាំងអស់នឹងប្រើក្នុងស្ថានភាពណាមានស្ថានភាពណាដែលត្រូវប្រើពាក្យនីមួយៗនឹង even though, even if, even when ហើយនឹង even so អញ្ចឹង even ទៅទេនឹងគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជាគុណកិរិយាបកប្រែថាសំបីតែទោះបីជាឬក៏ថែមទាំងអីចឹងទៅមានច្រើនទៀតទៅតាមស្ថានភាពហើយមួយទៀតគឺ even though គឺជា phrase គឺជា prepositional phrase បកប្រែថាព្រោះទោះបីជាចំណែក even if ជា prepositional phrase ដូចគ្នាបកប្រែថាទោះបីជាដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គឺខុសៗគ្នាណា even when គឺជា phrasal verb ដែរបកប្រែថាទោះបីជានៅពេលដែរទោះបីជានៅពេលដែរយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅចំណែក even so គឺបកប្រែថាជា phrasal verb ដែរប្រើថាទោះបីជាដូច្នោះក៏ដោយអញ្ចឹងលទ្ធផលវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៀតឥឡូវយើងមើលពាក្យ even ទៅទេពាក្យនេះគឺជាពាក្យណាវាមិនមែនជា phrase ទេតែប៉ុតអាការប្រៀបធៀបប្រហែលក្រោយបានប្រៀបធៀបប៉ុន្តែមួយនេះគឺអត់ប្រៀបធៀបទេអញ្ចឹងជា adverb បកប្រែថាសំបីបីតែទោះជាឬក៏ថែមទាំងឥឡូវយើងមើលថាតើវាប្រើក្នុងស្ថានភាពអីអញ្ចឹង even ហ្នឹងគឺ used to show something is surprising អូខេអញ្ចឹង even ហ្នឹងប្រើដើម្បីបង្ហាញនៅអ្វីមួយដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើល
vậy mới được cái phép báo gì phải là even thà ông bạn cái thà chồng mà đó là gì chẳng tới ok unusual bộ phải là mình thua mà đá unexpected à vậy đại dương mình rụng bưng tốt thà việc cả or extreme rứa không cả nấy đá việc hù hẹt chẳng cái phá biết even nè à lấy dương mới u tờ hò tầm bây anh nghi dùl thà ta even nó cái phá dạng mày I don't even know where it is ok bộ phải là xong bây đã khá nhóm có mình đăng đá thá phía nơi gần lại nè I don't even know where it is tụi bây chiếc nhóm có mình đăng thá phía nơi gần lại nè đài we are all on time we were all on time mình thấy dương tương ọc nía máu toán bền chẳng hả ná chẳng even bộ phà xong bây ta bộ phá có máu toán bền đài chẳng hả she usually late for everything chẳng niên tay anh ta dứt group sạch rường bằng tay chạy đón bộ phá ngày nấy mặt màu toàn ghiêng anh này chẳng đá nè tự ngọc nía màu toàn bếp xong bây giờ bộ phá có màu toàn bếp đây hai bộ phá giờ tu tâm đại màu toàn đây rừng ấy cái dứt đây chẳng á ok cơ chỉ cảm nhận bài lọt ok chẳng chẳng bộ phá thả we are all on time nhưng tự ngọc nía màu toàn bếp tu bây giờ bộ phá có màu toàn bếp đây ok even something a small as mosquito can be dangerous okay chẳng even nắng chia bộ phá thả tu bây giờ à vây mùi rứa co tu bây chi à vây đã tối a small a bọc là tối a mosquito đối mũ và phần mũ can be dangerous có mean growth nặng đài ok chẳng khi nhé tối men và tay chỉ cáp nhẹp à rứa co vì lớp bị thò mà đá rứa co vì lớp bị cả đồng bằng tốt tối và nãy tay việc đó growth nặng bàn đài mình chăm tập thôm mấy đó growth nặng even adult act like silly sometimes even adult act like silly sometimes chẳng even adult bộ phải thả xôm bây tay mà nụ thông có phứ xí lý bộ phải thả lọp lọp cơ chút chút bê khá đài chẳng hạn á kỳ thả tôi bây chìa mà nụ thông rồi còn mà nụ chá có bê khá phứ đủ chút chút đài chẳng he doesn't even have enough money for his food he doesn't even have enough money for his food cót ớt tầng miên lôi cục đầm bây nhằm à hạ khôn ai tiệt chẳng hạn á chẳng ưu thỏa thả không gặp này bông ốn bật máu bị bình ông bị khẹt mà lên dưỡng là một bình là phải cọt máu cọt chốc tạm lấy hãy đầm máu bái cọt nó nên lôi hộp bài phỏng ok chẳng dưỡng chỗ even though chẳng even though cứ chỉ professional phrase đại bộ phải thả tu bây chỉ ok lấy dưỡng mở chẳng tùm rung vào viết cứ even though bột cho mùi nâng sạch chết bột cho mùi nâng verb ok and make dependent clause hai viết bằng cá chia อนุประโยคไอ้มันไอ้กระดิกมีทางอนุประโยคได้อัดไอ้อัดไอ้โชว์ไอ้บานเตอนุประโยคนั้นคือเตอร์ตาปังเกอโอเคจัง you to show surprise of position จัง even though นั้นปลาสำรับบางฮันอัมพีอัมพีเพียบตัวอีกเนี้ยได้กูอัดเพียบเปล่าอัมพีใส่เรื่องตัวอีกเนี้ยกูอัดเพียบเปล่านะจัง you to show surprise sing a position bằng hai nhầm phía tôi khi này là cô hợp nhập tôi khi này cô hợp nhập dạng mạch lấy dân mờ hai even though nâng cứ ở đây việc phá cứ definite outcome dân là tập hóa viết cứ bàn bà xanh dân là tập hóa nâng bán bằng cái hai thả even though bà xanh tập hóa nâng ọt bàn thế cứ ọt bà even though thì mà này thả thơ cài tôi bây giờ dạng mạch cả đó vì nó là thơ cài là nâng rồi có bàn là tập hóa là nâng cái hai thả tôi bây giờ khi nhóm ọt khom riêng có khi nhóm nâng tập lòng chuộp nâng mình này thả cái phá even though nâ tụ bây chỉ khi ông lối khi ông anh nhắm ai bàn này chẳng mình này thả anh cứ là tập hợp việc bàn này chẳng pra even though thì hãy definite outcome lỡ even though he left school at 16 he still managed to become prime minister chẳng bảo là tụ bây chỉ quát chạy tranh pi chốc riêng left school bảo là chốc riêng at 16 nơi ở dụng đọc bằng mũi chân nắm he still managed to become a prime minister quát nơi ta ai lây lộc là hốt đọc lại từ chi rốt dụ rốt mấn mấn trầy khởi nhí khinh là tập hợp bàn khai trình dụ rốt trầy chẳng cả nào là tập hợp bàn chẳng kì pra even though ok mũi tiệt even though he is poor he never quit school even though he is poor tụ bây chi quát rồi vì cây cỏ bàn à cả đó he never quit school vì mình chụp riêng tề ok khi như là tập hợp bàn nè chẳng là tập hợp bàn chẳng kịp ra even though và sau đó là tập hợp bàn kịp ra AC ok even though this camera was expensive I bought it ok khi là tập hợp bàn camera đấy chẳng even though tụ bây chi
ទោះបីជា this camera was expensive កាមេរ៉ានេះថ្លៃ I bought it ខ្ញុំនៅតែទិញវាអញ្ចឹងមិនន័យថាបានកាមេរ៉ាឯងទោះបីថ្លៃក៏ដោយលក្ខខណ្ឌណាឬក៏បញ្ហាមិនក៏ដោយ Okay even though it is raining ទោះបីជាវាកំពុងភ្លៀង I am going to the beach អញ្ចឹងទោះបីជាវាកំពុងភ្លៀងក៏ដោយ I am going to the beach ខ្ញុំនៅតែត្រូវទៅខ្ញុំនឹងទៅឆ្នេរសមុទ្រទៅឆ្នេរសមុទ្រអញ្ចឹងឃើញហ៎លទ្ធផលគឺត្រូវតែបានហ្មងអានឹងគេហៅថា definite outcome មួយទៀត I finished reading this book ខ្ញុំបានអានសៀវភៅនេះចប់ហើយ even though it was very long ទោះបីជាសៀវភៅនេះវែងយ៉ាងណាក៏ដោយ it is very long សៀវភៅនេះវែងយ៉ាងណាក៏ដោយ even though I study English for many years ទោះបីជាខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនឆ្នាំ okay even though I study English many years I could not speak like native ខ្ញុំមិនអាចនិយាយដូចជនជាតិដើមដែរ okay ឥឡូវ even if ម្ដង even if បកប្រែថាទោះបីជាដូចគ្នាអញ្ចឹង follow by subject បូក verb ដូចគ្នា and make a dependent clause ដូចគ្នាណាបង្កើតជា dependent clause ដូចគ្នាបង្កើតជាអនុប្រយោគឯករាជ្យដូចគ្នាអញ្ចឹង even if ប្រើសម្រាប់ use to show condition ប្រើសម្រាប់បង្ហាញអំពីលក្ខខណ្ឌទី2គឺ it use unreal present and past conditional pattern អញ្ចឹង even if នឹងប្រើសម្រាប់បង្ហាញអំពីទម្រង់នៃលក្ខខណ្ឌដែលបច្ចុប្បន្នកាលមិនពិតហើយនឹងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអតីតកាលដែលមិនពិតនិយាយរួម even if នឹងប្រើជា imagination ប្រើជាការស្រមើស្រមៃហើយមួយទៀតគឺ even if used to say that if something is the case or not the result is the same even if នឹងក៏ប្រើផងដែរថាតើលទ្ធផលនឹងថាតើអ្វីមួយឬយ៉ាងម៉េចឬក៏អត់តែលទ្ធផលគឺដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាទោះបីភ្លៀងមិនភ្លៀងក៏ខ្ញុំត្រូវទៅដែរទោះបីជាមិនឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំត្រូវទៅដែរអញ្ចឹងឲ្យទៅនិងមិនឲ្យទៅគឺលទ្ធផលដូចគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើ even if អូខេឥឡូវយើងមើល even if I were rich even if I were rich I might not be happy អូខេទោះបីជាខ្ញុំជាអ្នកមាន I am rich ទៅជា I were rich ណាពួកអីនេះគឺលក្ខខណ្ឌមិនពិតគេហៅថាជាការសមាសម័យ even if I were rich ទោះបីជាខ្ញុំជាអ្នកមានក៏ដោយអានេះគេឧបមាថា I might not be happy ខ្ញុំមិនសប្បាយអាចខ្ញុំនឹងអាចនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគេ I were rich កន្លែងនេះគឺបកប្រែថាបើខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានមានថាយើងអត់មានទេយើងជាអ្នកក្រត្រាអញ្ចឹង I'm not rich អ្វីដែលកំពុងតែនិយាយគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានទេ I'm just imagining ខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃអូខេអញ្ចឹងកាលណាកាលណៃស្រមើស្រមៃជាងគេប្រើ even if ដឹង if I were a king អញ្ចឹងបើថាឧបមាថាយើងជាស្ដេចអញ្ចឹងអានេះជាការស្រមើស្រមៃទេប៉ុន្តែវាមិនពិតទេមួយទៀត even if I had all the money in the world even if ទោះបីជា I had all the money in the world ទោះបីជាខ្ញុំមានលុយទាំងអស់មកប្រភពលោកនេះគេឲ្យមកខ្ញុំទាំងអស់ឬក៏នៅលើដៃខ្ញុំទាំងអស់ it would be meaningless without good health and close friend វានឹងគ្មានន័យ it would be meaningless វានឹងគ្មានន័យដោយ without good health ដោយគ្មានសុខភាពល្អ and close friend ហើយនឹងមិនមានមិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធចង់និយាយថាមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់បើសិនជាមានលុយលើប្រព័ន្ធលោកទាំងអស់មកនៅជាខ្លាយជារបស់យើងតែម្នាក់ឯងក៏ដោយវានឹងគ្មានន័យទេបើសិនជាយើងគ្មានសុខភាពល្អនិងគ្មានមិត្តល្អឬក៏មានមិត្តគ្មានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធអូខេឥឡូវយើងមើលតម្រងទី2 used to say something that something is the case or not ថាអ្វីមួយវាអញ្ចឹងមែនឬក៏អត់ប៉ុន្តែ the result is the same លទ្ធផលគឺដដែលអញ្ចឹងណាឥឡូវ I will go even if you forbid me to I will go even if you forbid me to ខ្ញុំនឹងទៅទោះបីជាអ្នក forbid ហាមខ្ញុំក៏ដោយហាមខ្ញុំមិនឲ្យទៅក៏ដោយអូខេអញ្ចឹងទោះបីជាហាមក៏ដោយមិនឲ្យទៅក៏ដោយមិនអស់ហាមក៏ដោយមិនហាមក៏ដោយគឺខ្ញុំត្រូវតែទៅ I will go even if you forbid អញ្ចឹងឃើញលទ្ធផលដូចគ្នាណាលទ្ធផលដូចគ្នាទោះបីជាហាមក៏ដោយមិនហាមក៏ដោយគឺត្រូវតែ
ទៅតែម្ដង Even if I work two job I still won't be able to pay rent Just even if I have two job ទោះបីជាខ្ញុំមានការងារពីរ I still won't be able to pay the rentខ្ញុំនៅតែមិនអាចបង់លុយថ្លៃអាឈ្នួលផ្ទះបានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការងារមួយក៏មិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ការងារពីរក៏អត់មានលទ្ធភាពបង់ដែរអញ្ចឹងណាព្រោះតម្លៃផ្ទះគឺថ្លៃពេក Even if I wash my car it still won't look new អញ្ចឹង Even if I wash my car it still won't look new អញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំលាងឡានរបស់ខ្ញុំក៏ដែរ It still won't look new វានៅតែមិនដូចមិនមើលទៅដូចថ្មីដដែលវានៅតែចាស់ដដែលអញ្ចឹងណាទោះបីខ្ញុំលាងឡានខ្ញុំក៏ដែរវានៅតែអត់ថ្មីមើលទៅដូចមើលទៅដូចអត់ថ្មីដដែលអញ្ចឹងណាទោះបីជាលាងក៏ដែរមិនលាងក៏ដែរមើលទៅដូចតែអត់ថ្មីដដែលអញ្ចឹងលទ្ធផលដូចគ្នាដដែលទោះបីលាងក៏ដែរមិនលាងក៏ដែរតោះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ Even van ហ្នឹងគឺបបប្រែថាទោះបីជានៅពេលដែលអីមួយកាត់ឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតម្រងរបស់វាគឺ follow by subject បូក verb ឬក៏ហើយ make a dependent clause ដូចគ្នាណា it make a dependent clause ដូចគ្នាវាបង្កើតជាអនុប្រយោគឯករាជ្យមិនឯករាជ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើធ្វើអីគេប្រើ use for something that rarely happen ប្រើសម្រាប់អ្វីមួយដែលកម្រនឹងកើតឡើងអ្វីមួយដែលកម្រនឹងកើតឡើងឬក៏អ្វីមួយដែលជាការលើកលែងពាក្យថាជាការលើកលែងគឺជាកម្រកើតឡើងណាអូខេគឺជាទូទៅកើតឡើងគឺអាគេអត់ប្រើអត្ថប្រងនេះទេអញ្ចឹង event van អូខេអញ្ចឹង event van I talk slowly ទោះបីជានៅពេលដែល I talk slowly ខ្ញុំនិយាយយឺតៗ she doesn't understand ឃើញទេ she doesn't understand តែអត់យល់អញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំនិយាយយឺតៗក៏ដោយនាងនៅតែមិនយល់អញ្ចឹងករណីកម្រព្រោះធម្មតាខ្ញុំនិយាយយឺតៗចំពោះគេចំពោះឯងចំពោះអ្នកណាអ្នកនេះគេតែងតែយល់ប៉ុន្តែចំពោះនាងគឺអត់យល់អញ្ចឹងវាជាករណីកម្រឬក៏ជាករណីលើកលែងដែលមិនសូវកើតឡើងទេអញ្ចឹងគេប្រើ event van មួយទៀត even when you are back to the country she still miss you អញ្ចឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងកូនរបស់គាត់នៅតែនឹកម៉ាក់អញ្ចឹងទោះបីជាម៉ាក់មកដល់ក្នុងស្រុកខ្មែរវិញហើយក៏នៅតែនឹកដែរជួម៉ាក់គាត់ទៅក្រៅប្រទេសទៅអីចុះឡើងសាប់គាត់មកវិញនៅតែកូននៅតែនឹកដែរទោះបីនៅក្រៅក៏ដោយនៅក្នុងក៏ដោយអញ្ចឹង even when ទោះបីជានៅពេលដែល you are back to the country អ្នកត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញក៏ដោយ she still miss you នាងនៅតែនឹកអ្នកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអូខេHe kept his coat on. Kept his coat on បបប្រែថា coat បបប្រែថាអាវភ្លៀងណាអញ្ចឹង he kept his coat on គាត់នៅពាក់អាវភ្លៀងរបស់គាត់ even when ទោះបីជានៅពេលដែល he entered the house នៅពេលដែលគាត់ចូលក្នុងផ្ទះក៏ដោយអញ្ចឹងណាគាត់ចូលដល់ផ្ទះហើយគាត់នៅតែពាក់អាវភ្លៀងទៀតគាត់អត់បានដោះអញ្ចឹងអានេះគឺជាករណីកម្រឬក៏ករណីលើកលែងពួកជាងការគាត់ភ្លេចឬក៏គាត់វក់រឿងអីមួយចឹងគាត់អត់បានគិតអំពីការដោះអាវភ្លៀងហ្នឹងណាអញ្ចឹង he kept his coat on គាត់នៅតែពាក់អាវគាត់អាវភ្លៀងរបស់គាត់ even when ទោះបីជានៅពេលដែល he entered the house ទោះនៅចូលក្នុងផ្ទះក៏ដោយ this may they may refuse to trade បបប្រែថាលក់ដូរឬក៏រោស៊ីជាមួយណា they may refuse to trade even offer the price they refuse to trade even when offer attractive prices អញ្ចឹង refuse បបប្រែថាបដិសេធ trade បបប្រែថាលក់ឬក៏រោស៊ីជាមួយអានេះគេបបប្រែថាលក់offer the attractive price បបប្រែតម្លៃ attractive បបប្រែថាតម្លៃទាក់ទាញមានថាតម្លៃល្អឬក៏តម្លៃទាបឬក៏តម្លៃដែលធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញគេហៅថា attractive priceអញ្ចឹង they may refuse to trade ពួកគេអាចនឹងបដិសេធមិនលក់ even they offer attractive price even offer attractive price ទោះបីជានៅពេលដែលយើង offer attractive price ផ្ដល់នៅតម្លៃទាក់ទាញនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យគាត់លក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតម្លៃថ្លៃក៏គាត់មិនលក់ដែរជាទូទៅអានេះជាករណីពិសេសឬករណីលើកលែងជាទូទៅតើឲ្យតម្លៃថ្លៃឬក៏តម្លៃធម្មតាគេលក់ហើយព្រោះគេចង់លក់ដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះ
chi cả này bị xét được cả này cầm rò chấn thá tụ bây dương ai đầm lấy thẹt tin được đầm lấy là open nàng lấy còn ăn lụa tê chấn như pra event van ok event so bỏ ra ta tụ bây chia đôi chân này có đào chỉ chia prepositional phrase lấy từ rung đôi khi follow by subject book verb hay make an independent clause và cả chia anh nói bây giờ chẳng việc prà thử ấy prà sản phẩm introduce the surprising fact prà sản phẩm chụp nở hạt cá của ở phía which related to what you say you have said đã bẹp con tận năng ở vậy này bạn này yeah. Ok chẳng used to introduce surprising fact which related to what you have said prà sản phẩm chụp nở hạt cá đã của ở phía phải rồi có hạt cá đã phía phải which related đã bẹp con chỉ mùi nâng what you have said vậy đã nẹ tớp tại bàn đi dưới em bánh mình nè à lấy dân mừ dân đi dưới thả I had a terrible headache I had a terrible headache nhóm chư của bà giáng khlăng ok headache bà bài là chư của bà dân terrible bà bài là giáng khlăng cứ giáng ạc rõ dân I had a terrible headache mà thả nhóm chư của bà giáng khlăng rồi có sưng sưng nâng tù hơi chẳng bắt event show, còn ta tu bây chỉ dạng nào có đói, rồi có tu bây chỉ đôi chân nào có đói. I went to the concert, nhóm tớ mới cả pro cung đợt trời, thấy ớt. Chẳng còn việc event show nó bằng hai nhầm phí mà chụp nơi cái hai thà bây giờ nhấp ở tớ nâng ở vấy đèn tớ bàn dây mình, buồn dây mấy thái chứ có ba cho ngò vậy. À lớn tớ mới concert bà đời à. Chẳng hạn mình này thả việc chụp bằng phí và dốt phía phía mà nơi ở với đàn nè thơm tên gì em bằng mày I know her English isn't very good ok I know her English isn't very good chẳng nhóm đăng thả phía xa ông lê rồi bỏ cốt mình là ổ tê rồi có ổn nè chẳng tới I know her English isn't very good chẳng sắp tới cứ phải nhìn thì mình cho lê chẳng hạn á mình thấy mà kê về một hành cảm nhận áo đó even but even so bần tái tôi bây giờ dặn ngành ạ có đó I understand her nhóm ai dùl gót bàn thôi nhé tôi bây giờ mình được bố như vậy đó bây sao lấy bỏ gót ớt lọ đi sắp tới mà tới thầy bọn mình dùl nhiệm bàn này bần tái even so I can understand her chẳng tôi bây giờ dặn nào có đó đôi chân có đó bần tái nhóm ai dùl gót bàn mình thả nhóm ai dùl gót dùl nhiệm bình tâm áo ok khi bằng hai nhầm pika nhập ao lệ pi hai phần để nhập ao tận năng vậy để bàn gì bị khác đàm the boy had a broken ankle the boy had a broken ankle chẳng con không ai nhớ bạn cài trường bạn cài trường rồi có cột nặng cài trường ok bạn là cột nặng cài trường như cái thằng cột mình ai đá rồi rồi có cột mình ai tận nào từ này cả tiền chẳng but even so, bọn ta tôi bây chỉ đôi chân học ở đó he managed to get to the hospital without help bọn ta tôi bây chỉ dặn nói vì bạn lây lộ managed to get to the hospital lây lộ tất cả mình tìm bếp without help nói mình chạm bách chùi thế nhé có mình cố thân lại là bùa trường dân cơ thảo phải chỉ có tâm rồi thế sắp tập phần năng tứ bọn ta có lây lốt ai tới bàn đòi mình chạm bái cá chùi ok chẳng biết bằng hai nhóm pí cá phép ào